quý vị và các bạn, cây đinh năng không chỉ là một loại rau thơm thường được dùng kèm với nhiều món ăn, mà trong đông y nó còn là một vị thuốc với tên gọi là sâm nam dương, có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hôm nay mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với mục vị thuốc quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên để tìm hiểu kỹ hơn về những tác dụng này nhé. Cây đinh lăng được trồng rất là nhiều ở Việt Nam. Bộ phận dùng của cây đinh lăng là dùng cả rễ, thân và lá của cây đinh lăng. Rễ của cây đinh lăng thì nó có vị ngọt và tính bình, còn lá của cây đinh lăng thì nó có vị hơi đắng, vị nhạt và nó cũng có cái tính bình. Tác dụng của cây đinh lăng đối với cơ thể con người thì thực ra cây đinh lăng là một cái cây thuốc bổ khí, nên là cây đinh lăng thì dùng để điều trị những cái bệnh như là suy nhược cơ thể và một số cái bệnh về tiêu hóa. Đối với cây đinh lăng thì có thể dùng cây đinh lăng vào một số cái bài thuốc như là thông tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh. Ta có thể dùng 500ml nước xác với lại rễ cây đinh lăng để uống trong 2-3 ngày thì nó có thể làm thông tia sữa ở phụ nữ sau đẻ. Ngoài ra thì cây đinh lăng còn dùng để làm một số cái bài thuốc điều trị xương khớp và làm lành vết thương. Ta có thể giã nhỏ lá của cây đinh lăng ra để bôi vào những chỗ bị xương khớp bị đau, hoặc là bôi vào vết thương để làm lành vết thương thì cũng rất là tốt. Trong gia đình, quý vị và các bạn có thể sử dụng lá đinh lăng trong các bữa ăn thường ngày. Đến đây, mục vị thuốc quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên xin phép được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.